vpgame.vn sụp nick nhanh chóng an toàn chào tạm biệt. Ok, chào anh em đến với channel của mình nhá. Theo clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là Na ở mùa 17. Thì thực sự thì Na ở mùa 17 thì nó sẽ như thế nào và nó sẽ ra sao? Thì mình cũng sẽ phân tích nhá. Sau khi là những món đồ đó là đi rừng. Đó là ví dụ như kiếm truy hồn hoặc là món đồ đó là phức hợp kiếm thì bị giảm sức mạnh anh em ạ. Thì quá đó là gián tiếp. Đó là Na cực kỳ là phế luôn. Na thì anh em cũng biết rồi, đó là nó thường xuyên đó là vào combat thấp máu. Rồi đó là ra pháp lại đây cấy máu và có thể chiến tiếp. Nhưng bây giờ những món đồ đó thì khả năng hút máu thì không còn nữa. Nên là thực sự Na bây giờ thì rất kén người chơi luôn. Vẫn chơi được nhưng mà phải gặp những bẹt Na kìa. Còn gặp mà Na bình thường thì rất chi là kém. Bởi vì nó thì quân bài đó là về lệch cực kỳ là yếu. Mà anh em cũng biết rồi, giai đoạn đầu game mà không tạo được lợi thế thì giai đoạn về lệch thì Na gọi là siêu phế luôn. Thì ở clip này thì mình sẽ làm Na đối đầu với mình bên kia đó là Ngô Không anh em ạ. Cũng khá là khó chịu ấy. Ngô Không phiên bản này thì cũng rất chỉ là mạnh. Nhìn đội hình tém đi cũng hơi sơ sơ ấy. À thù thì trấu bò nữa ấy. Mina thì khó chịu. Ôi ơi Phan ơi, Van Hên đi lẻ này. Không phải đi lẻ mà gọi là hơi lạc loài một xíu. Ok, lùng ngáy là một màng rồi. Nhưng Mina thì bản này cực kỳ là khỏe nhá. Nó khi mà có 10 điểm rồi ấy thì nó có thêm rồi là sát thương chuẩn nữa. Vừa có sát thương chuẩn, vừa có khả năng hồi phục tốt. Phan ơi, núp bùi này. Đình núp bùi để bắt AD mình ấy. Nhưng mà đó là một sai lầm nhá. Xin chia buồn. Ôi hỗ trợ anh em ạ, không ăn được màng nào cái. Bây giờ thì trù chắc chắn thì cũng không lấy được. Mà còn rồng bây giờ ăn thì cũng rất là mạo hiểm. Nên là mình sẽ đó là biến về và xa phá bộ sánh nhá. Bộ sánh của mình thì cũng gần ra rồi. Trận này thì cố gắng là tạo lợi thế một xíu. Chứ thực sự về lệch thì khá là khó chơi ấy. Tém địch vừa trấu bò và vừa khó chịu. Theo clip này mình cũng giới thiệu cho anh em về trang bị bảng ngọc cũng như là phù hiệu dành cho Na nhá. Ở trận đấu này thì tem bên bàn khá là trâu bo. Đó là A Thu rồi Mina nữa ấy. Mình sẽ thay cho nó bằng thương xuyên phá bằng đó là kiếm Muramasa nhá. Thôi Yuka ơi, không ăn được rồi. Ok pha này xuống gánh này. Uầy, môi thơm môi thơm. Anh em ơi, môi thơm. Có con môi nào hay không? Rồi pha này. Uầy ôi, ngô khỉ. Này thì tăng hình này. Sử dụng chiếu lúa này lùng lúa được một màng của ngô khỉ khá là thơm. Nói chung khi ngô khỉ tăng hình thì anh em cứ đánh mò làm sao mà đó là theo hướng của nó thôi. Nhưng mà pha đó thì mình hất tung được nó ấy, nên là mình sử dụng chiêu cuối luôn. Thứ nhất là có thể đó là gây đám, thứ hai đó là miễn hiệu khống chế ấy. Ôi lại có giáo tránh rồi, pha này liệu có ăn được hay không? Chơi luôn. Bắt Carissi của tem địch này. Chạy đâu bạn ơi. Lên bảng điểm số này. Cực kỳ là thơm luôn. Ôi có giáo tránh. Pha này đông băng đẹp đấy. Ôi bắt Van Hên trước nhá. Mình sẽ bắt Van Hên nhá. Bởi vì Mina dù sao thì cùng một tánh cỡ. Nên là pha đó thì tem mình hai người có thể chơi được rồi. Còn mình thì đuổi xạ thủ của tem địch thôi. Luôn luôn là phải bắt sát thương chủ lực của tem địch. Uầy, ngô khống. Để ngô khống sánh là mệt đấy. Phá này rình rập đấy xem đó là có thấy ai không. Uầy, ngô khống đấy. Thôi phá này chạy. Uầy, đống thế. Uầy. Thôi 36 kế chua là thường sạch thôi. Pha này thì mình sẽ dẹp lính nhá. Pha đó mình không dám láo vào anh em ạ. Vào Mina nó thôi miễn phạt là xong luôn ấy.
Tem bàn mà Mina nó thôi biến phạt rồi, Ngô Không nó lại gõ thì thôi xong, báo phê luôn rồi. Ở trận đấu này thì SP Tem mình phải lựa chọn đó là giữa cái soi map cũng như là cái dài, nhưng mà chắc chắn thì lên soi map rồi. Bởi vì có Ngô Không mà Ngô Không sánh được mà không lên soi map thì toáng. Pha này lên đấy nhá, ôi A Thu này, nhưng mà A Thu thì mình cũng không mạnh mà cho làm anh em ạ. Bởi vì chất tướng của nó cực kỳ là trâu bò, nội tài của nó là tăng giáp theo thời gian. Mà anh em biết rồi, nà thì chưa có kiếm Muramasa, chưa có đô xin giáp thì đánh A Thu như kiểu gãy ngứa ấy. Trừ khi đó là mình cực kỳ là sánh. Tí nữa lên được cái kiếm Muramasa rồi chém sau anh em ạ. Ôi ôi môi thơm môi thơm. Crissy nhanh quá, chạy nhanh thế. Pha này mình lùi lại một xíu nhá. Ôi ôi Mina thấp máu này bắt này. Hay rồi, lên bảng điểm số nhưng mà chắc chắn thì pha này phải chạy rồi. Bà không thể chơi được một anh em ạ. Hơn nữa thì có thêm Ngô Không ván hên thì nó choáng. Ôi ôi Ngô Khỉ làm gì đấy? Băng trù ạ, băng trù không bạn ơi. Căng anh em ạ. Ôi. Tôi pha này bỏ trù anh em ạ, mình không dám lao ra luôn ấy. Ba người mà mình lao ra là coi như cổng ấy mang chấm dứt cho nó luôn ấy. Nên là quyết định bỏ trù nhá, pha đó mình mà lao ra vừa không đẹp được lính mà vừa đó là mất mạng luôn ấy. Đánh đó là ngầm ngùi mất cây trù anh em ạ. Ok thì hiện tại anh em có thể thấy thì mình đang thấy sai của Ngô Khống nhá, thì pha này có thể chặn đâu rồi. Chặn đâu Ngô Khống xem nó. Ôi, bố xanh đang có nét thơm. Lùm con búa sánh đầy anh em ạ. Ngô Không đang đó là lấy cây trụ. Ôi thôi xong rồi, xạ thủ Tế Minh lên bảng điểm số rồi. Nhưng mà rất máy đó là được mang chấm dứt của Ngô Không. Và này thì mình sẽ về đó là hỗ trợ nhá, bắt này. Chơi luôn chơi luôn. Thên không biết có chống chịu nổi không biết. Chắc được ấy, Mina thì chắc có lẽ không đủ đám diệt Thên. Và này mình sẽ bắt xạ thủ Tém Đích này. Lên bảng điểm số. Ôi lại Thên ăn màng rồi. Chơi luôn này bạn ơi, chơi luôn. Quất luôn, đập luôn, chém luôn. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi, 10 điểm rồi, cẩn thận nó quẹt phát đấy. Hất tung nhẹ một phát này, Excalibur đến tư thế này, uầy. Chơi SP mà ăn nhiều màng vậy bạn ơi. Ôi ôi, pha này, mình sẽ bắt đó là Crissy nhá. Rồi, mục tiêu của mình là bắt Crissy lại hỗ trợ rồi. Cái này hỗ trợ siêu nhiều luôn anh em ạ, uầy. Các gì mình đi SP cho thế rồi, uầy. Chơi nào mà toàn hỗ trợ thế này thì toán. Ok, thôi nói chung thì cũng không vấn đề gì cả, mình thì cũng lùng được 4 màng rồi nhá, nói chung cũng khá là sánh rồi. Ở trận đấu này thì chắc chắn với ná thì anh em phải lên cho mình đó là ngọc hút máu nhá. Bây giờ chắc chắn anh em phải đóng cho mình đó là 10 viên hút máu đi. Bởi vì thời điểm hiện tại thì kiếm truy hồn và phước cờ kiếm thì nó không còn đó là khả năng hút máu nữa. Với 10 viên hút máu thì giúp anh em đó là có khả năng hồi phục tốt hơn. Trận này thì dù cá tay mình hơi phế anh em ạ. Đối đầu với áo thủ thì rất chứ rất khó ăn. Mà khó ăn thì tất nhiên là sẽ phí rồi. Trừ khi đó là các di chuyển tổ thôi, còn lại thì rất chỉ là khó để chơi nhá. Uầy, pha này có dao tránh thơm này, thơm. Bắt luôn, uầy, tốc biến rồi à. Này thì tốc biến, này thì tốc biến này. Lên bảng điểm số này, lùm lùa ngay. Lùm lùa ngay, đó là hai màng anh em ạ, thơm phức, thơm phức. Hiện tại á thú khá là thấp máu rồi nhá. Thôi pha này thì mình sẽ phám con này một xíu để có khả năng hồi phục này. Ok thì bây giờ mình nhận thấy á thú vừa thấp máu nhá. Thì mình sẽ check những cái bùi này này. Rồi bùi này có hay không? À thơm thơm thơm. Lùng lùa ngay cái màng thân thành này. À thơm quá anh em ạ. Uầy. Đám to thế uầy. Cắn nhờ. Uầy nó sánh thế, hèn gì nó gõ kính của anh em uầy. Nó 7k vang 82 rồi. Ui, sánh thế. 7k vang mình mới hơn 5k vang Henzi. Henzi mà nó gò đau thế. Ui, căng anh em à. Tem bên bàn ngủ không sánh quá. Ui. Mình ăn 7 màng mà. Nhưng mà nó ăn đến 8 màng rồi. Ăn được thế màng chấm dứt của mình là 7k vang rồi. Henzi mà nó gò hái gò mình ngủm luôn. Gắt gắt anh em ơi, Ngô Không mất sánh thì mệt đấy. Ngô Không bản này thì nó cũng được tăng sức mạnh đấy. Rồi pha này, hai con trâu bò này mình không mạnh mà cho làm ấy, bắt Crissy nhá.
Chạy đâu bạn ơi, lùng được màn gần rí xí rồi, 36 kế, uầy. Đang còn thêm thằng Văn Hến nữa, uầy. Văn Hến khó chịu quá anh em ạ, nó choáng khó chịu quá. Nó chuẩn bị lấy cái áo choàng băng giá nữa thì xíu nữa anh em mệt đấy. Kéo dài về lết là mệt đấy. À, khó nhỉ, cắn nhỉ. Thôi căng cắn thế này nó mới hấp dẫn anh em ạ. Trận đấu mà dễ dàng cứ vài 3 phút, 7 phút, 10 phút thì nhiều khi anh em coi thì cũng không hấp dẫn cho lắm. Trận đấu này Zuka tay mình thọt quá. Ngồi không nó 8k vàng rồi mà Zuka bây giờ 5k vàng thì nó gò chết. Chơi cho Zuka sánh xỉu anh em ạ. Zuka lết game thì cũng rất chỉ là khỏe. Ôi pha này bắt được này. Chơi luôn bạn ơi, chơi luôn. Chạy đấu, này thì chạy này. Này thì chạy này, thích chơi không? Chơi không? Có Muramasa rồi này. Chơi luôn này, Zuka đâu? Nền móng cho mình. Đúng rồi, nền móng cho mình. Lùng ngay là cái double kill này. Thực tế thì Mixer đó là sơ Mina ấy. Mina nó thôi miến ấy. Còn đối với ví dụ như đó là á thú thì mình cũng không sợ cho lắm ấy. Lỡ mà đánh không được thì bỏ chạy thôi anh em. Ok, hiện tại thì có giáo tránh này. Pha này liệu có bắt được cái hay không này. Uầy, đấy đấy. Nó lai lanh, nó cứ thôi miên anh em. Khó chịu cực kỳ luôn này. Thì bây giờ về phá một xíu thôi. Ok. Nói chung bây giờ thì cần đó đẩy thì lính lên cao. Tránh trường hợp là tém đích ép quá nhá. Thì hiện tại mình thấy vừa thấy đó là sái ngô không đấy này. Nó chắc chắn thì đang đúc bùi để bắt điêu thuyền. Pha này vào này. Chơi luôn này. Chạy đâu bạn ơi, điêu thuyền đâu rồi? Quay ngồi không? Quay. Nó sánh của anh em. Ôi. Thế luôn này, tầm này mình không có cửa để ăn được ngô khống nữa rồi. Một con bó thể mà nó chỉ mất khoảng độ 2 phần 3 cây máu thôi. Và đó nó tăng hình điếu thuyền cũng không làm được gì luôn. Zuka 142 thôi. Zuka thọt quá, tầm này thì Zuka khó mà bắt được ai thôi. Hay rồi, ăn được màng của Văn Hến đấy, ăn được màng chấm dứt là ngon rồi. Trận đấu này hy vọng thì điếu thuyền đông bắn chuẩn xỉu là ngon đấy. Lâu rồi cũng không chơi nài anh em ạ, nên là hơi kém một xíu. Ôi pha này thơm này, thơm thơm. Ôi, được cái màng chấm dứt ngon rồi. Mất một đường lính siêu cấp rồi anh em ạ. Thì hiện tại bây giờ thì mình xem có mục tiêu nào hay không nhá. Mina nó trâu quá, tầm này Mina, mình đánh Mina không mất máu rồi. Cố gắng bắt được Kirishi ấy. Kirishi này. Bắt Kirishi này, lùng được màng Kirishi rồi. Và này thì mình chạy một xíu nhá. Ok, phá một xíu để hồi máu này và quay lại chiến tiếp. Này thì á thú này. Đuổi theo này, lùng lúa liền. Trận này cố gắng hết sức rồi anh em ạ. Lâu rồi mình cũng không chơi này. Nên là tốc độ múa thì cũng hơi kém hơn nữa. Trận đấu đầu tiên mình vào game luôn. Kirishi tha em. Nãy giờ mình bắt Kirishi khá là nhiều ấy. Uầy. Uầy, Văn Hến nó lên được cái áo trong băng giá khó chịu quá anh em. Uầy, phá đỏ mình ở thế bị đồng nữa ấy. Uầy, Mina khỏe quá anh em. Á thú ná sao cứ bắt. Ôi, thì tất nhiên là chỉ bắt được Kirishi thôi. Cuối game bắt nạt được Kirishi thôi anh em. Chả bắt nạt được ai nữa ấy. Ôi, Mina anh em thấy nó trấu kinh khủng luôn. Ba người đánh mãi. Mất 10 giấy để ăn được Mina rồi thì làm gì nữa. Ôi, liệu có ăn được hay không. Ôi, pha này đông băng tốt này. Hy vọng vào đòn hai giáp tê anh em ạ. Ôi, mãi mới ăn được Mina ấy. Bắt ngô khỉ này, ngô khỉ, bắt luôn, nó đang còn giáp hồ mạnh nha, anh em chờ đi. Chờ lấy giáp hồ mạnh của nó, thơm rồi. Cho Zuka xanh xíu nữa, Zuka gánh tim anh em. Cái tầm này thì Zuka thọt của ai. Căng quá anh em ạ, cùng gần 15 phút rồi, rồng bào chúa thì cùng chỉ còn là 3 mấy giấy nữa lật ra. Tầm này thì mình cứ phải đẩy thể lính lên cao thôi và cố gắng là ăn mục tiêu lớn nhá. Nhưng mà hiện tại thì có những mục tiêu lớn đó là ta thân thì chưa ra, con rồng thì cũng gần ra rồi anh em ạ.
Thì không biết có ăn được hay không ấy. Rồi pha này bắt xa thủ con tem đi trước. Ôi nó đang có giáp hồn mày anh em ạ. Thôi pha này mình phải rút lui thôi. Cấu nhà xỉu vậy thôi anh em ạ. Ngô Khống thì đang đuổi theo mình nhá. Pha này thế thôi mình sẽ bỏ đám lính này chạy về anh em ạ. Đấy đấy nó đuổi theo mình ấy. Mình mà ở lại phám đám lính đó là toang anh em ạ. Ngô Khỉ chơi khá là hay ấy. Thì pha này mình sẽ đó là chém cái bụi này nhá. Rồi đây 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 Ngô Khỉ này thì núp bụi, này thì núp bụi. Ôi mình mất giáp hồn mình nhưng mà nó cũng chỉ con xỉu máy ngã. Chạy đâu rồi, chạy đâu rồi. Gặp Mina thì bỏ chạy anh em ạ. Không mặn mà gì đánh Mina cả ấy. Ôi ơi ngô khỉ. Cẩn thận nhá, có thêm Mina nữa nó mà thôi miến phạt thì thôi xong luôn ấy. Thì pha này mình nghĩ là nó đang núp bắt mình ấy. Rồi pha này mình sẽ vào cái bụi này này. Đây, à thơm. Chạy đâu bạn ơi. Chơi Ngô Khỉ là mình phải ở thế chủ động nhá. Tức là mình phải lượt chiêu 2 lại đánh thương phạt. Rồi dùng chiêu 1 có thể hất tung nó ấy. Rồi sử dụng chiêu cuối luôn. Chứ để nó mà gõ được á thì thôi xong luôn anh em, không còn cơ hội nữa ấy. Mình sẽ lấy cho nó cái khiến huyền thoại một xíu nhá. Để có đồ chống chiêu một xíu anh em ạ. Có một lượng máu một xíu. Chứ thực sự bây giờ mình máu rất chỉ là mỏng. Ngô Khỉ nó gõ thì thôi xong luôn. Hiện tại bây giờ thì Dũng Cá đang đẩy được lẻ anh em. Cố gắng là ăn con rồng bào chúa này này. 17 phút rồi anh em ạ. 17 phút trận đấu quá là căng ấy. Mẹt bác em mình giai đoạn cuối game yếu quá. Cuối game bây giờ thì mình chắc có lẽ chỉ bắt cái Rishi là nói chúng tốt nhất thôi. Còn bắt các vị tướng khác khá là khó ấy. Hiện tại bây giờ đó con ta thân xế giá đã ra rồi nhá. Nhưng mà tém địch thì cũng đã cánh ta thân xế giá rồi. Pha này thì giáo tránh mình sẽ cố gắng bắt cơ rít xí của tém địch này. Ôi pha này bắt được này. Đúng rồi. Chạy đâu bạn ơi. Lùng lúa được mang của mình tém địch rồi này. Pha này thì mình sẽ lùi lại một xíu nhá. Hiện tại thì tém địch tập trung rất chỉ là đống. Mina thì đã quay trở lại rồi. Với thế đồ chống chiêu thì cũng khá là ổn đấy. Rồi pha này thì bắt này. Bắt xa thủ của tém địch. Uầy. Bắt được hay không? Ui, khá là thấp máu anh em ạ. Pha này 36 kế chuôn là thường sạch thôi. Hai con trâu bò đỏ đánh không mất máu luôn ấy. Pha này mình sẽ lên đấy phá một xíu để có hồi máu nhá. Rồi, hồi một lượng máu nhỏ. Ôi, á thú này. Nhiều máu thì mình không chơi được, chứ ít máu thì cài tốt. Thôi pha này phải biến về anh em ơi. Căng quá anh em ạ, trận đấu quá là căng thẳng luôn. 17 phút rồi, hai bên thì đang giằng co nhau. Trận này thì mình cũng đánh hết sức rồi anh em. Tuy là mùa không được mượt chứ cũng đánh là cố gắng hết sức thôi. Cố gắng là... Nói chung thực sự mình cũng muốn là ná nó tăng sức mạnh xíu ấy. Để có thể là chơi thường xuyên ấy. Từ lâu giờ bỏ bế quá, trước hay chơi lắm anh em. Nhưng mà lâu giờ bỏ bế quá. Chơi ná thì phải mang mượt mượt kìa, mang láng nữa thì rất chỉ là khó để chơi. Về ngọc thì mình sử dụng nó ngọc đỏ tốc đánh trí mạng nhá. Ngọc tím thì hút máu, phun hút máu luôn. Còn ngọc xanh thì công vật lý xuyên giáp. Còn về phù hiệu thì mình sử dụng má tính nhanh nhất. Má tính thì combo của ná sẽ tốt hơn. Khi kích hoạt chiêu cuối thì sẽ giảm thời gian hồi chiếu của các chiêu thức còn lại. Về trang bị thì kiếm trụy hồn dây kiến cương Muramasa, phức hợp kiếm, thành kiếm và cuối cùng đòi giáp hồn mạnh thôi. Hơi làng xịu rồi. Pha này bắt được hay không này? Mục tiêu của mình vẫn luôn luôn đó là mình tém địch nhá, máu giấy trước nhá. Rồi bắt được hay không? Ôi nó tốc biến rồi anh em. Tốc biến bỏ chạy rồi nhưng pha này bắt được á thú rồi là ngon này. Cẩn thận ngô khống. Ôi đấy. Ngô Khống chơi hay thực sự anh em ạ. Pha này mình bán đó là cái giáp hồn mạnh lên cho nói liêm đoạt mạnh. Này thì Ngô Khống này. Bên mình có đó là SP lên được cái soi map rồi. Thơm rồi anh em ạ. Ôi chơi được này. Nó đang con giáp hồn mạnh này. Quay trở lại này. Hất tung một phát này. Lên bảng điểm số này.
Ấy làng xíu. Ôi, win rồi này, thơm thơm anh em ạ, lật kèo lật kèo. Rất may là late game thì thế rất chi là trâu. Dù cá thì khỏe này anh em ạ. Chứ late game mà như ná cả thì thôi xong luôn. Và trận đấu kết thúc ở đấy rồi, thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip may của mình nha, bye bye.